Cái này là cây lip balm của Pháp nha mấy anh, có logo của Bộ Tài chính Pháp đây. Đó. Đóng thuế đầy đủ rồi đặc chủng thì mới được đóng cái chuyện này vô, cho nên là chuyện này rất là hiếm nha mấy anh, thập niên 30. Và mấy anh nhìn cái cần của lip balm nó nè, đó, nhìn cái cần như cái móc câu, ngầu ghê chưa, nhìn thấy chưa, nhìn cái cần này, đó, như móc câu hoành qua bánh xe, nói chung là nhìn rất là đầu gấu. Thân 8 cạnh, ba cạnh giác góc và bạc hai cạnh lớn ha, thân 8 cạnh. Rồi là lên lửa luôn, nhìn cái cần của lip balm của nó là thấy mê rồi. Rồi là lên lửa, rồi là lên lửa ha, nhẹ nhàng rồi lên lửa luôn, rất là nhạy lửa nha mấy anh. Trời ơi, lip balm của Pháp nha mấy anh, chứ không phải là hàng thường đâu. Lip balm của Pháp tuổi nó rất là sâu nha, thập niên 30 lận ha. Có bình xăng dự phòng đây, có bình xăng dự phòng luôn ha, có bình xăng dự phòng của nó không đó, có bình xăng dự phòng luôn đó. Con này hàng đặc luôn nè, hàng đặc luôn, thấy cái chủ đề của nó không? Nó thấy có chủ đề của nó không? Hàng đặc luôn nha mấy anh. Nó thấy cái chủ đề của nó không mấy anh? Kích cỡ so với cái thuốc. Đây kích cỡ so với cái thuốc ha, thân 8 cạnh ha. Xài rụt rút, có bình xăng dự phòng, có emblem của Bộ Tài chính Pháp, nhìn cái cần câu thôi là đã thấy đầu gấu rồi ha. Nó rồi lên lửa, rồi là lên lửa. Bật lên mình kê cái miệng cho mông vô mình hút, thấy phong cách không? Đó, rất là phong cách ha, xài xăng lá Zippo thập niên 30 ha.